Xin chào, cô em thời tiết Minh Anh đã quay trở lại rồi đây. Cùng theo dõi diễn biến thời tiết ngày mai, 22 tháng 8 năm 2023 trong bản tin ngay sau đây nha. Và đầu tiên là khu vực miền Bắc. Trong hôm nay và ngày mai, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm đi đáng kể so với thời gian trước. Từ rạng sáng mai, miền Bắc có mưa rải rác, tập trung chủ yếu tại vùng Trung Du và rìa phía Bắc của Tây Bắc. Cục bộ các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang có thể có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, xét, gió dịch mạnh, kèm theo đó là nguy cơ lũ lụt tại vùng trũng thấp, sạt lở lũ quét tại những vùng cao. Về diễn biến thời tiết, buổi sáng trời hưởng nắng không mưa, trưa chiều có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa vừa, tập trung chủ yếu tại Đông Bắc Bộ, mưa có thể rải rác tới tối. Sang tới đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 8, miền Bắc tiếp tục có nhiều vùng mưa lớn, mưa to trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to và kéo dài trong nhiều giờ. Nhiệt độ cao nhất tại Đồng Bằng và Trung Du dao động từ 30 đến 32 độ, tại các vùng núi cao dao động từ 27 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Nhận định thời tiết từ ngày 20 đến 30 tháng 8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng từ khoảng đêm 22 đến ngày 24 tháng 8, miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Về thời tiết Trung Bộ, miền Trung hai tuần qua liên tục có nắng nóng dưới tác động của hiệu ứng gió phân. Dự kiến nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 23-24 tháng 8. Trong ngày mai, Bắc Trung Bộ buổi sáng nắng nóng, sáng đến chiều có mưa dông rải rác, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào lúc 13 giờ chủ yếu dao động từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, sáng nắng, chiều mưa dông trên diện rộng. Ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể có mưa vừa, mưa to. Một vài nơi mưa có thể rải rác tới tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chủ yếu dao động quanh mức từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Tương tự miền Bắc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai lượng mưa giảm. Trong đêm nay và rạng sáng mai, khu vực Con Tum, Gia Lai cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Buổi sáng khu vực này có nắng gián đoạn, trời nhiều mây. Sáng đến chiều, Tây Nguyên mưa rải rác trên diện rộng, chủ yếu là mưa nhỏ, mưa vừa. Một vài nơi, mưa có thể kéo dài đến tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chủ yếu dao động từ 29 đến 31 độ có nơi cao hơn. Lùi xuống phía nam, trong đêm nay và sáng mai toàn miền tạnh ráo, trưa chiều trời chuyển mây. Từ giữa trưa, Tây Nam Bộ có mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sang đến chiều, mưa lan ra toàn miền Nam. Trong cơn giông, cần đề phòng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Nam Bộ chủ yếu dao động từ 28 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ ekip của Z-Weather nha. Xin chào và hẹn gặp lại.